Cố tình vượt qua lối thoát hiểm để chạy thẳng ra máy bay, nam thanh niên 30 tuổi bỏ mạng đau đớn trong cuối động cơ. Sự việc đau lòng và đầy khó hiểu trên chỉ mới xảy ra cách đây khoảng 2 tháng trước, khiến ai cũng hoang mang khi nam thanh niên 30 tuổi có đầy đủ nhận thức nhưng lại hành động một cách mất hết lý trí. Để rồi, cái giá mà anh phải trả là quá đắt. Theo cảnh sát thành phố Salt Lake, bang Utah nước Mỹ cho biết, nam hành khách có tên Killer Effinger, 30 tuổi, sống ở thành phố Salt Lake. Effinger đã mua vé máy bay đến Denver để thăm người ông bị bệnh của mình. Tuy nhiên, vì một sự cố nào đó nên nam thanh niên đã đến chậm khoảng 30 phút khiến anh bị bỏ lại phía sau. Sống là không ngừng cố gắng, chàng trai thay vì đặt một chiếc vé mới để đến thăm người ông của mình, thì anh lại tìm cách để được lên máy bay. Cụ thể, Effinger đã gây xáo trộn an ninh ở nhà ga sân bay, rồi sau đó một mạch trèo qua cửa thoát hiểm khẩn cấp để chạy ra đường băng. Tại thời điểm này, trên đường băng gần vị trí của Effinger có một chiếc máy bay thương mại của hãng Delta Airlines, chiếc máy bay Airbus A220 chở 95 hành khách chuẩn bị khởi hành để đến San Francisco. Lúc này, máy bay đang chạy động cơ để làm tan băng trước khi cất cánh. Thấy Effinger lao như một con thiêu thân vào chiếc máy bay, các quan chức đã yêu cầu kiểm soát viên không lưu thông báo cho phi công tắt động cơ máy bay ngay lập tức. Tuy nhiên, thật không may, nam thanh niên 30 tuổi đã đến quá gần động cơ nên anh bị hút vào bên trong động cơ máy bay và tử vong tại hiện trường. Toàn bộ hành động trên của Effinger đều được camera an ninh của sân bay ghi lại. Và dù đã cố gắng ngăn chặn, nhưng vì sự quá khích đã khiến chàng trai 30 tuổi liều mình băng qua lối thoát hiểm khẩn cấp, để rồi sự việc đau đớn đã xảy ra. Toàn bộ quần áo, giày dép và các vật dụng cá nhân của Effinger sau đó đều được tìm thấy trên đường băng. Trong khi đó, chiếc Airbus A220 của Delta Airlines phải ngừng bay và bị kéo về bến đỗ. 95 hành khách được hãng bố trí đi qua một máy bay khác.